Chào tất cả các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể tra cứu được điểm thi của mình ở kỳ thi gần nhất. Ở đây là kỳ thi FS ngữ nghiệp vòng 1. Đầu tiên chúng ta sẽ vào trình duyệt web ở trên điện thoại, sau đó các bạn tìm đường dẫn đến trang web FS của HRD, cụ thể là fs.hrdkorea.or.kr. Các bạn kích vào đường link này thì sẽ ra một màn hình có hiện hai ngôn ngữ, đó là tiếng Hàn và tiếng Anh. Ở đây cô sẽ chọn tiếng Anh nhé. Mình sẽ kích vào bên trái. Ở trên thanh ngang thì có rất là nhiều lựa chọn, thì các bạn sẽ kích vào ô thứ ba là test result, có nghĩa là kết quả kiểm tra. Ở đây có ba hàng thì chúng ta sẽ lựa chọn hàng thứ hai, see exam result, có nghĩa là xem điểm. Ở đây các bạn có thể là nhập thông tin của mình. Ví dụ ở đây có một bạn khi đăng ký bằng số chứng minh thư thì các bạn sẽ nhập vào ô ID card, và khi đăng ký vào số hộ chiếu các bạn sẽ nhập vào ô passport. Cô sẽ ví dụ một bạn ở đây vừa mới gửi thông tin cho cô nhé. 187002968. Mình nhập ngày tháng năm sinh của mình vào ạ. 1986. Tháng ở đây là bạn đã sinh tháng 7. Tháng 7 có nghĩa là July. Rồi. Và ở đây thi thoảng các bạn chọn ngay sẽ không ra đúng không ạ? Thì chúng ta cứ kích vào confirm. Ở đây sẽ hiện là xin mời hãy nhập vào ngày tháng ngày sinh của mình vào. Thì chúng ta tiếp tục kích vào đây. Tiếp tục kích vào đây vì nó phải mất một cái thời gian mới có thể hiện lên được. Không phải là kích vào có thể là hiện ra ngay. Thì chúng ta sẽ tiếp tục kích vào cho đến khi nó hiện ra nhé. Khi mà cô thực hiện ở trên máy tính nó cũng vậy đấy, là cũng hơi khó để mà hiện ra cái chỗ ngay này. Thì chúng ta sẽ tiếp tục kích vào chỗ chọn lựa. Đây, đã hiện ra ngay rồi. Ngay thì ở đây các bạn bạn này sinh ngày 24. Đấy, thế là đã nhập thông tin, các bạn sẽ nhập vào confirm, có nghĩa là xác nhận. Thì ở đây sẽ hiện ra được là tên của bạn đấy, Lê Tiến Ngoan, và điểm vòng 1 là FS Topic là 75 điểm đúng không ạ? Chúng ta tiếp tục kích vào Report Print, tức là in báo cáo. Thì chúng ta sẽ thể hiện ra một màn hình là Pass màu xanh, chữ màu xanh các bạn lưu ý nhé. Chữ này có nghĩa là các bạn đã đỗ, và đỗ ở đây là đỗ vòng 1. Ở đây vòng 1 của bạn ấy được 75 điểm đúng không nào? Thì một lần nữa thì các bạn hãy kiểm tra lại tên, số chứng minh thư, ngày tháng năm sinh của mình có đúng không nhé. Và đặc biệt là số báo danh. Và kiểm tra xem là ở trên màn hình của mình đã hiện ra dòng chữ màu xanh, màu xanh hy vọng đúng không ạ? Đấy, rất là đơn giản. Thì cô sẽ ghi cái clip này lại và gửi cho các bạn để các bạn có thể tự tra cứu nhé. Rồi, chào tất cả các bạn nhé. Có gì thắc mắc các bạn có thể là gọi trực tiếp cho cô, hoặc là nhắn tin vào inbox của cô Ngân Nhung Ca Linh, hoặc là số hotline 0888 770 988. Vâng, chào tất cả các bạn nhé.